Sữa hạt là chân ái của cuộc đời mình. Nếu như các bạn đang tìm một loại sữa hạt mà không chỉ ngon còn healthy, vừa đẹp da, vừa đẹp dáng, vừa khỏe thì mình khuyên là chúng ta nên uống sữa hạt của Vinamilk, cực kỳ ngon và có 3 vị: vị hạnh nhân almond, vị đậu đỏ red bean và vị óc chó walnut. Mình nghĩ là cái lý do mà sữa hạt Vinamilk ngon á là bởi vì có cái sự ngọt thanh mát của sữa đậu nành và cái vị thơm rất là đặc trưng của hạt. Và trong tiếng Anh, nếu như muốn hỏi là vị là như thế nào thì chúng ta có thể sử dụng câu How does it taste? How does it taste? It's really good. It's really amazing. Yummy. Nên mình tin là sữa hạt Vinamilk sẽ là một người bạn rất là tốt cho chị em chúng ta. Less sugar, ít đường, good for body shape, tốt cho vóc dáng, good for skin, tốt cho làn da và good for brain, tốt cho trí não. 10 out of 10. I love this.